Chào anh em. Cái hàng Mỹ mình hay bán đang bị kẹt biên, với lại lon xanh lon đỏ Trung Quốc cũng đang kẹt biên lâu quá về, không còn một hũ nào hết cho anh em. Thì bữa giờ anh em kiếm, bữa nay mình gấp quá mình về đỡ mấy cái hàng này về cho anh em. Cái này thì chắc ai cũng biết rồi, hàng bên Inve nha. Cái này là cái 3 sao nè, 3 sao là cái này là 5 sao, 180 ngàn trên 1 gram, 1 gram trứng. À, cái này 3 sao nè, cái này 3 sao là 170 ngàn nha anh em. Đó, nó sẽ hiển thị ở đó. Đó, y là 3 sao, y là 5 sao cũng có. Còn Mỹ lon xanh này cũng có luôn. Thì giá này nó cao hơn cái giá Mỹ mà mình hay bán. Còn không thì anh em có thể chọn Atomy Vĩnh Châu nha. Vĩnh Châu Việt Nam. Cái đồ nở là 300 ngàn trên 1 gram. Đó, bên mình có đầy đủ phụ kiện thức ăn cám. Cám thái thì hàng cũ chưa hết, hàng mới về cho anh em. Cám thái 2 phần 3, cám Pandora, cám thái 3 phần 5. Đấy, 3 phần 5 thì một bao 5 3 kg, còn 2 phần 3 một bao 1 kg, còn là 5 phần 8 luôn nha, 5 phần 8 một bao 3 kg. À, nhiều anh em hỏi tại sao phân biệt ra các loại cám 2 phần 3, 3 phần 5, 5 phần 8. Thì sẵn clip này mình nói luôn nha. Đây, ba loại cám này nó đều cùng một hãng sản xuất, đó là Inve. Cái độ, cái thành phần dinh dưỡng của nó thì cả ba loại nó đều như nhau hết á. Đây, các bạn nhìn trên bịch nha, cả ba loại nó đều như nhau hết. Nó chỉ khác cái kích thước cám thôi. Kích thước cám của loại 2 phần 3 thì nó có nghĩa là 200 đến 300 micromet, 3 phần 5 là 300 đến 500 micromet, còn 5 phần 8 là 500 đến 800 micromet. Đây, mình sẽ cho mấy bạn 3 hũ để mấy bạn so sánh thử nha. 2 phần 3, 3 phần 5, 5 phần 8. Đây. Đó, 2 phần 3 là mấy bạn sẽ thấy nó rất là nhuyễn. 3 phần 5 là nó sẽ hơi to một xíu, to hơn 2 phần 3 một xíu, còn 5 phần 8 là nó hạt to hơn nữa. Đó, cái phân biệt của nó thì chỉ có như vậy thôi, còn thành phần dinh dưỡng của nó cũng như nhau. Nếu mà cá mình đã to rồi á, cá mình lớn thì mình mua loại 5 phần 8 cho nó tiết kiệm. Còn Atomy thì mình nói đầu clip rồi. Đó, về thêm vài món hàng cho anh em lựa chọn. Có sỉ có lẻ luôn nha. Anh em nào cần thì cứ liên hệ Thảo Bột nuôi Atomy. Ok, cảm ơn anh em đã xem video nè.